Hi, xin chào mọi người, mình là Kai. Chào mọi người trở lại với channel của Kai. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn và giải thích thêm về cái GVP của mình. Thì mình đã đăng một cái hướng dẫn lên trên page của mình rồi. Tuy nhiên thì mình làm video này để hướng dẫn nhanh cũng như là giải thích và làm cho mọi thứ nó rõ ràng hơn về cái cấu trúc của cái GVP này. Thì nguyên liệu mình cần sẽ là một cây Calco Green KG ha, và một đôi chụp của thân tôn, cái tôn và băng keo. Tiếp theo là grip HGG hoặc là grip khác cũng được, như cây đỏ này của mình dùng grip Lacubo, Uni Lacubo phải. Rồi còn cap RSVP và grip RSVP đi chung với nhau. Màu thì mọi người tùy chọn ha. Còn tape thì mình có một cái tape signal ở đây. Thì phần đầu tiên mình muốn giải thích đó chính là cái phần băng keo. Phần băng keo cho cái cap này thì nó khá là đơn giản, bởi vì nó chỉ là quấn băng keo lên cái phần đuôi, cái phần mà mình cắt cái miếng cài áo á, thì mình dán băng keo lên phần này. Và chỉ còn một vòng là đủ, đừng có quấn quá rồi nó kẹt cái cap ở trong đấy thì cũng không được. Và cái phần thân đuôi chụp của tôn thì mình muốn làm giải thích ở đây là mình nhét nó vô bao nhiêu xa, bao nhiêu sâu bao nhiêu ha. Thì đây là cái đuôi chụp của tôn, mình giật văng này luôn vậy. Thì nó sẽ là khoảng nằm ở tầm này. Đó. Thì nó này rất là chặt và gắn vô rất là khít, nó không có bị thiếu gì hết. Mình gắn cái đuôi chụp của tôn vô đây. Đó, rồi. Sau đó thì mình gấp cái RSVP lại, đúng không? Và mình để cái phần có một cái ring ở đằng sau, để ra ngoài. Mình nhét vào đây. Đó, và cho nó bằng với lại cái thân Calco Green, cái KG ạ. Sau đó thì mình gắn cap lên, rất đơn giản. Đó, gắn cap lên. Lưu ý khi gắn cap thì nó nên sát với lại cái đường này như vậy. Sát với lại cái đường mà nó không thể nào đi được nữa. Đó là cái độ sâu. Tiếp theo rất đơn giản, mình gắn grip HGG lên. Gắn rất vừa, không bị lỏng hay là bị quá chặt. Và gắn tape lên. Mình để thích để tape nó lòi ra một phần nhiều như vậy thì nó đồng đều hơn. Đó. Thế là xong, mình có một cây cây GVP. Và bản đỏ thì mình sử dụng tape HGG, Hitech C. Và grip Lacubo thì có thể dùng màu sắc này nọ. Chẳng qua là mình hết grip HGG đỏ nên mình dùng tạm Lacubo thì nó cũng ok. Và sau đó thì mình có hai cái mod này. Đó là cây GVP ha. Cái GVP rất là ổn. Đó. Và vậy là kết thúc video. Thì mình muốn làm một cái hướng dẫn nhanh để mọi người có thể biết cách làm, cũng như là một cái video giải thích cụ thể hơn về cái cấu trúc của nó, bởi vì cứ gắn vô thì nhiều khi nó không có ra được cái cảm giác quay mà mình thích từ cái cây này, cho nên là mình muốn hướng dẫn cụ thể hơn và chi tiết hơn để cho mọi người có thể biết được là nó như thế nào. Yeah, và đơn giản nó cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Kai, và sắp tới mình sẽ có những video mới rất là thú vị. Hy vọng mọi người đón xem. Sắp tới mình nghĩ là sẽ có một cây Akai Tone và một video bí mật, hứa hẹn có nhiều nội dung hay cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều.